Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay sẽ là một clip nhỏ nhỏ để kỷ niệm Blitz kết thúc hành trình của mình tại Việt Nam. Về hình thức phát hành thì có một điểm rất là đáng mừng ở phiên bản Việt Nam. Đó chính là tại thời điểm mà Kim Đồng phát hành thì bộ truyện đã phát hành trọn bộ bên Nhật rồi. Cho nên chúng ta có một phiên bản bìa được thiết kế mới, đồng bộ từ tập 1 tới tập cuối luôn. Tập cuối nó dày hơn tập 1 khá khá ha mọi người. Vì tập cuối nó có số trang nhiều hơn. Về số bản in thì số bản in vẫn được giữ nguyên là 6.000 bản từ tập 1 tới tập cuối luôn. Theo mình nghĩ thì đây là bộ truyện có số bản in ổn định nhất của Kim Đồng khi phát hành từ tập 1 tới tập cuối luôn. Về số trang thì tập cuối có gần 225 trang hơn. Khoảng 230 trang á. Về phần quà tặng đi kèm thì tập cuối chúng ta có một món quà kỷ niệm, đó chính là card SNS. Card này thì được sử dụng hình ảnh từ hình ảnh bìa luôn chứ không phải là hình ảnh mua mới. Có lẽ đây là bộ truyện có quà tặng mà hẻo nhất của Kim Đồng. Còn đây là sách gốc mọi người ha. Về thiết kế thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Ở sách gốc thì cái phần bìa trong có màu bạc, còn của Việt Nam thì màu đen. Ngoài ra thì có một cái điều nhỏ nữa mà mình có lưu ý thấy hôm bữa mình đọc truyện, đó chính là cái bản của Kim Đồng á, nó bị thiếu cái trang kết thúc truyện mọi người ha. Ở sách gốc thì ở trang cuối nó có một cái trang kết thúc truyện. Nhưng mà bản của Kim Đồng thì không có. Ngoài ra thì bên cạnh dòng truyện chính thức mà các bạn đã từng thấy Kim Đồng phát hành, Blitz còn có rất nhiều quyển databook và tiểu thuyết. Trong khoảng thời gian mà Kim Đồng phát hành bộ truyện này, mình rất là mong Kim Đồng sẽ mang thêm cả databook và tiểu thuyết về. Nhưng mà hy vọng đó đã biến thành tuyệt vọng thì mình đã quyết định mua sách gốc về để sưu tầm. Trong khoảng thời gian sắp tới, nếu có thời gian thì mình sẽ làm clip riêng để giới thiệu về bộ databook này sau các bạn ha. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu sơ với các bạn về các quyển databook mà mình có thôi.
thêm một thông tin bên lề nữa, đó là phần truyện Huyết Chiến Ngàn Năm đã được dựng thành anime và sẽ bắt đầu phát sóng vào tháng 10 năm nay. Những bạn nào cũng yêu thích Bleach thì hãy đón xem phần phim hoạt hình mới này nhé. Và phần thông tin về anime này cũng đã kết thúc clip ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn vào một clip khác. Nếu mình có thêm nhiều thời gian rảnh thì mình sẽ làm thêm nhiều clip nữa về Bleach, bao gồm data book, hạt book và các tiểu thuyết khác của Bleach từng được phát hành. Còn hôm nay thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Chúc tất cả có một ngày vui vẻ. Hãy subscribe.